Good morning everybody. Bây giờ là 12 giờ mấy ở Carmel, Monterey ha. Thì cái biển này mình đi cũng nhiều lần rồi. Để quay lại cho quý vị. Năm đi lần hay lần chơi gì đó. Đó, Carmel. Carmel by the sea. Đó, mình đang ngồi ở trên kia hai bạn con chơi. It's the same beach. Bên kia fancy golf nha. Tí nữa mình quay golf cho quý vị coi nha. Oh, surfing nữa. Surfing USA. Monterey biển chắc chắn nha. Sao vậy con? Nè quay biển chắc chắn. Chắc chắn. Biển white sand. Chắc chắn không? Carmel by the sea. Rất là mát. Biển cũng lạnh lắm. White sand. Đó thêm. Thôi thao. Đó, surfing ghê không? Thấy surfing ghê không? Surfing. Sóng cũng dữ lắm nha, hôm nay sóng dữ nha. Người đó là quay. And there's some, có thuyền ngoài kia kìa, thấy không? Có thuyền. Có hồ. Có 17 miles. And Canary Row, chỗ ăn uống, ăn chơi của Monterey. Nổi tiếng nha quý vị. Đó thì San Jose đi xuống chứ hôm nay không cái xe chắc khoảng tiếng hơn chút, tiếng 15 phút. Ồ, hôm nay cũng tắm luôn, biển lạnh cũng tắm luôn cái ghê nha. Ôi dồi ôi, cũng lạnh mát á. Biển Cypress, ồ, dòng sông. Ồ. Ồ, surfing USA. Lạnh quá, trời ơi, tiếng sóng biển, đã không quý vị? Yvonne thích không? Đó, Yvonne chơi biển thích lắm. Ok, bye. Hello đó, mình phải lên đồi để quay phim cho quý vị. Chỗ chơi golf đẳng cấp của Carmel nha. Không có tư cách chơi ở đây đâu, mắc tiền lắm. Golf á, golf by the sea. Không biết chơi sao luôn á. Golf đẹp quá, đi dài ra đây. Sân banh người ta đang chơi. Đây là toàn là đại gia chơi không á. Mình không đủ tư cách chơi đâu. Mình không đủ đẳng cấp. Hay là con chơi với biển cái này. Leo lên đây, lên đồi. Cái tay đau quá. Đó, quay cho quý vị coi chỗ chơi golf của Carmel. Đằng kia có cục đá đó kìa. Thôi bye nha, xuống đây.